Hello em, xin tất chào tất cả các bác nhá. Chào mừng anh em đã đến với cái video tiếp theo của máy xúc Việt Nam Inox. Hôm nay mình sẽ nhờ bạn chủ máy, bạn ấy lái cái máy và mình sẽ xuống để chia sẻ với các bác về cái công việc hôm nay của mình nhá. Hiện tại thì mình vẫn đang ở cái công trình xúc đất lên xe công nông và đang đi chở cái một cái chỗ đổ mới. Thì lát nữa thì mình sẽ lên một cái xe công nông này và đi ra cái đầu đổ để chia sẻ với anh em về cái cung đường đi của nó cũng như là cái chỗ đổ nha các bác nhá. Thì bây giờ trước khi đi thì mình sẽ giới thiệu qua cái mặt bằng này một chút này. Bây giờ là đi từ đầu này đi. Cái chỗ này hôm nọ bị lõm hay không này. Múc chỗ này bị lõm nên là cũng do là cái đầu ta ly này mình chưa sửa này. Bên trong này nó cao hơn. Thì bên ngoài này nó cao cho nên là nó bị trúng một ít nước ở đây. Thì là cái chỗ này thì là mình sẽ khắc phục thôi. Mai này mình sẽ vét cái ở phần bên ta ly này là nó sẽ hết nha các bác nhá. Ấy vào cái chỗ này thì là cái chú nhà muốn để lại cái những cái chòm cây này, những cái cây bồ đề này này là sẽ để lại, bởi vì cái lượng đất này nó quá là nhiều. Mình san nó chưa thể là mình múc nó chưa thể hết được ngay. Cho nên là những cái lượng đất nào mà nó thiếu, nó còn lại ấy các bác, thì mình sẽ để mình chở sau. Đấy. Cho nên là cái cây này mình sẽ gọi là để lại để mình chờ sau này khi mà có chỗ đổ đất thì mình sẽ chủ nhà sẽ cắt cái cây đi, cắt cây đi và sau đó là mình sẽ xúc cái phần chỗ cây này sau. Còn những cái chỗ hôm nay mình đang làm đây là không có cây các bác nhá. Đây cái lối ô này vào là không có cây này. Cái ô này thì là mình đi thẳng vào đây. Ở phía dưới này thì lại có cây nhá. Đây này. Quay xuống cái chỗ này cho anh em xem này. Đấy, phía dưới này nó có một cái đồi keo. Đồi keo cũng khá là thưa thôi. Nhưng mà bây giờ là cái chú chủ nhà không muốn là mình động vào đó. Mình sợ sau này nó sẽ bị phá đến cây, mà bây giờ đất thì mình múc cũng không gửi hết được. Đấy. Thì bây giờ xem cái xe của đi cùng với lại xe của chú Đông này nhá. Đấy. Mình sẽ lên. Đây, cái đầu trong này cũng đến cái cây này là mình sẽ dừng lại này. Thì bạn chủ máy bạn ấy xúc thì là sẽ hơi chậm so với lại cái tiến độ mà mình xúc một chút, nhưng mà cái đầu đổ nó hơi khó, thì lát nữa thì mình sẽ đi ra để cho anh em xem. À, cái này thì cũng vào đến giáp cái cây kia là mình sẽ nghỉ thôi, tức là mình không xúc vào cây nữa mà mình đi thẳng vào một ô ở đây, bởi vì cây ở chỗ này rất bé mà rất là ít. Đi sang chỗ chú Đông để xem có ghế có được không. Lát đi ở cái xe này cho cái tiếng động cơ nó nhỏ. Xe kia cái động cơ nó kêu to hơn. Ngồi ở cái xe ghế này cho nó động cơ nó nhỏ, tiếng nó nhỏ thì âm thanh nó sẽ ấy hơn. Để chú xịt qua cái đấy đi. Lát nữa mình sẽ ngồi ở đó. Đây này, đây là cái chạy bằng cái đầu của ô tô này các bác, là động cơ ô tô ấy. Còn cái bên này là đầu nổ thôi. Đầu nổ của Trung Quốc. Đầu này là đầu 30. Đi. Đi đi. Đấy, bây giờ mình sẽ đi lên cái xe của chú này nhá. Xe bên này thì đấy. Khi mà ga đi thì cái tiếng động cơ nó kêu rất là to. Đây là anh em ơi. Chỗ này đi vào là nó cũng phải rơi vào quãng độ 3 mét, hơn 3 mét rồi. Rất là cao. Thì bây giờ sẽ chuyển cái bệ nó ăn thẳng vào đây nha các bác nhá. Đây cái chòm cây này mình sẽ để lại này. Mặt bằng này thì là mình vẫn phải sửa lại thôi. Cái đầu trong này hiện tại là bây giờ nó đang bị thấp hơn này. Đấy, những lúc mà mình xúc cái này là mình sẽ ấy ra, san ra phẳng hết. Cái phần ta ly phía trong kia cũng vậy này. Đấy, còn phía ngoài này là ok rồi. Đấy, những cái phần trong này thì thường là mình cứ làm sao để cho nó nhanh gọn, tức là mình cái mặt bằng này có thể là sau này là cũng vẫn hạ này anh em ạ. Mặt bằng này thì là mình đi ra phía ngoài này mình quay cho các bác xem. Cái đường nó rất là thấp thôi. Nó lại lên một cái đoạn dốc nữa. Bây giờ mà để cao như này nhiều khi đi cũng khó. Thì à, cái xe kia nó lên dốc đi khói mù mịt. Đậy nắp cái ấy này vào cho nó khỏi bị bụi vào. Lúc nãy mình uống nước nhưng mà quên là không đậy nắp. Nhiều anh em cứ hỏi là cái tuyến đường này đi làm này thì 15.000 thì nó rẻ, nhưng mà thực ra là mùa dịch bệnh Covid như thế này thì
có việc làm. Nói chung là cái này là nó làm rất là lâu lâu dài các bác ạ. Nó rơi vào quãng độ là một bao nhiêu nhỉ, cũng được gần một chục ngày rồi. Bây giờ mình sẽ lên đây nhá, một lát nữa thì cái xe đất này nó đầy đi, đầy đi thì mình sẽ đi này. Đấy, thiếu ở trong hốc ở trong góc này một ít này. Ok rồi. Thường thường là hay phải đổ nước, đầu nổ là phải đổ nước. Còn ô tô như này thì nó có ken nước, nó không bị hao, đỡ. Xe vào các bác nhé. Nói bàn chủ máy xúc cái xe đất này nó hơi non một chút này. Đâm vào bụi tre đó. Đây này, vào cái bụi tre này ông nào, chú nào chú ý đâm toát cả cái bụi tre này ra. Cái xe này nó khá là dài, mình đi lại cũng khó. Ở cái đất này là đất mượn, nó là rất là cao su này các bác này. Cao su nó bồng bềnh như các bác, rất là khó đi. Đây này, hôm trước đổ ở chỗ này thì các bác bảo là bao nhiêu đất tôi vừa, khá là nhiều đất rồi. Chỗ này nó phải rơi vào khoảng 15 mét đấy các bác. Cái mép của cái đôi cây này luôn. Đấy.
đất cái này khá là nhiều này. Các bác thấy cái chỗ đổ nó khá là khó. Thôi mình sẽ làm một cái video ngắn này các bác nhá, bởi vì là cái này mình đang trên điện thoại cho nên nó không được như kiểu cái kia. Hẹn gặp lại các bác ở những cái video tiếp theo nhá. Đấy, chỗ này chỗ đổ anh em cho ý kiến luôn.